Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 30 tháng 11 đã bày tỏ lo ngại trước việc một số quốc gia đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch quá mức nhắm vào biến thể Omicron. Trong bài phát biểu trước 194 quốc gia thành viên của WHO, ông đã kêu gọi họ thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro hợp lý, tương xứng để phù hợp với điều lệ y tế quốc tế. Lần đầu tiên được báo cáo cho WHO cách đây chưa đầy một tuần, biến chủng mới đã nhanh chóng lây lan khắp các châu lục, gây ra hoảng loạn trên toàn thế giới khi một số quốc gia thắt chặt các hạn chế đi lại đối với du khách đến từ các quốc gia ở châu Phi. WHO sau đó đã kêu gọi các nước từ bỏ những hạn chế trên, cho rằng việc này là không công bằng và sẽ cản trở quá trình giám sát cũng như hợp tác nghiên cứu về biến thể mới. Người đứng đầu WHO cho biết ông có thể hiểu được rằng các quốc gia làm vậy là để bảo vệ công dân của họ chống lại một biến thể mà tất cả chúng ta đều chưa hiểu hết. Tuy nhiên, tôi cũng lo ngại rằng một số quốc gia thành viên đang đưa ra các biện pháp thẳng thừng, bao trùm, không dựa trên bằng chứng xác thực và điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng. Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa rõ mức độ nguy hiểm của biến thể này ở mức độ nào. Tổng Giám đốc WHO nhắc đến sự bất bình đẳng rõ ràng về việc phân bổ vaccine khi các quốc gia giàu có luôn có nguồn cung vaccine dồi dào để tiến hành những mũi tiêm tăng cường, trong khi người dân của các quốc gia nghèo hơn vẫn đang chờ đợi những mũi tiêm đầu tiên của họ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.